Tiếp tục đến với nội dung bộ phim Thế giới hoàn mỹ. Sau khi tên thiếu niên kia bày tỏ ý định muốn đập cho Thạch Hạo một trận, thì lão gia bên cạnh cũng lên tiếng. Thì ra lão chính là người của Bất Lão Sơn, vì cậu cũng có nguồn gốc từ Bất Lão Sơn nên yêu cầu tên thanh niên Minh tộc đừng có nhúng tay vào. Địch thần lão muốn mang cậu tới thượng giới chịu phạt. Tên kia thẳng thắn cho biết hắn muốn giết Thạch Hạo chính là vì muốn đoạt khối thiên cốt trong ngực, chỉ là không dối trá như Bất Lão Sơn mà thôi. Rõ ràng là bọn chúng cũng mưu đồ như vậy, nhưng lại còn ngụy biện là xử phạt định tội. Xuân Lời liền bộc phát thực lực thần hỏa cảnh cao hơn Tôn Giả một bậc. Như vậy là hai kẻ này không phải đệ tử đời sau. Làm Vũ không ngờ bọn họ lại tự hạ thân phận của mình để tới đây tụ hội. Tên kia cười mỉa mày, vốn dĩ chỉ muốn tìm hiểu tung tích của khối thiên cốt, ai ngờ lại gặp được ở đây luôn, đúng là không uổng công tới đây một chuyến. Nếu bọn họ không tránh thì hắn cũng sẽ không khách khí nữa. Tên kia lập tức muốn động thủ, lão già cũng nhanh chóng lao lên ngăn cản, hai người đồng thời đánh ra công kích ngăn cản lẫn nhau. Mà nữ hỏi thăm Thạch Hậu, bây giờ hai tên thần đều muốn bắt giữ cậu, cậu dự định làm như thế nào đây? Thạch Hậu cũng trêu đùa, đương nhiên là phải chạy trốn rồi. Hoặc là cho cậu mượn dùng chấn thần châu, thử xem có giết được bọn họ hay không. Dứt lời liền lớn tiếng cho biết mình bây giờ sẽ quay về Thạch Quốc. Lời này chính là đang gây chú ý. Vừa dứt lời thì một giọng nói của nữ tử đã vang lên tuyên bố cậu không thể rời đi được. Nữ tử này là Quỳ Ngọc, cường giả thần hòa cảnh của Ma Quy Viên. Mục đích đến đây hiển nhiên là nhắm vào Chí Tôn Cốt. Đám người bên dưới sau khi biết lai lịch của nữ tử đó liền bất ngờ. Có vẻ như thực lực Ma Quy Viên là rất mạnh, bọn họ chiếm giữ một phương ma thổ ở thượng giới. Thạch Hậu không hoảng hốt, cậu cứng rắn đáp trả, chẳng lẽ ngưỡng mộ là phải đưa cho hay sao? Vậy cậu cũng rất ngưỡng mộ đầu của nàng ta, hy vọng đối phương có thể lấy xuống cho xem thử. Lời này hiển nhiên đã khiến cho Quỳ Ngọc tức giận, tiểu tử đúng là miệng lưỡi bén nhọn. Đáng tiếc là không có thực lực để làm chuyện đó. Thạch Hậu đáp trả, cô ta chẳng qua chỉ là thần ta vừa mới nhóm thần hòa mà thôi. Ngang ngửa hai tên đang đánh nhau đó, hai tên kia lập tức chú ý về phía Thạch Hậu. Sợ rằng nữ tử này sẽ nhân cơ hội bọn họ đang chiến đấu để cướp đi Thạch Hậu, nên nhanh chóng dừng tay rồi bao vây cậu lại. Mà nữ cảm thấy Thạch Hậu rất khó chơi, sẽ không dễ bị bắt như vậy đâu, sợ rằng mấy tên này chọc phải phiền phức rồi. Thạch Hậu nhanh chóng tung chiêu khống chế cả đám lại, khiến bọn chúng không thể nhúc nhích. Bọn chúng không hề biết rằng người đứng phía sau Thạch Hậu lại chính là tên sinh linh bất diệt. Sau đó mới tiến hành đập cho từng người sấp mặt. Trẻ không tha, nữ tử cũng đánh. Sau khi ngã xuống, trên người Quỳ Ngọc liền rơi ra bảo vật. Mấy thứ này là hạt ma quỳ, linh dược trị thường. Cậu nhanh chóng thu lấy, đúng là vật đại bổ đó, chỉ là thiếu một ít gia vị đặc biệt của thạch thồn. Đột nhiên một cây nho xuất hiện, tên này cũng đã nhóm lên thần hỏa, còn muốn đánh lén Thạch Hậu. Nhờ có sự nhắc nhở của sinh linh bất diệt nên Thạch Hậu phát giác kịp thời. Cậu lập tức quay về phía hắn khiêu khích, còn chủ động tiến lại gần. Tên đó cho rằng Thạch Hậu chắc chắn là ỷ vào bí bảo linh phù nào đó nên mới chế trụ được ba tên thần hỏa cảnh. Vừa dứt lời thì hắn lập tức tung chiêu, Thạch Hậu dễ dàng tránh né, sau đó chủ động khiêu khích muốn đánh với hắn một trận tử chiến. Cậu muốn thử xem bản thân mình và cường giả thần hỏa cảnh rốt cuộc có khoảng cách lớn bao nhiêu. Hắn ta nhanh chóng lao lên, ném ra nhiều trái nho về phía nam chính. Thạch Hậu ném ra vài hạt ma quỳ ngăn cản vậy nhưng không được. Tên kia gia tăng lực công kích, dồn Thạch Hậu vào thế khó. Cuối cùng, vẫn phải dùng tới chiêu thức định thân của sinh linh bất diệt nhằm khóa cây nhỏ lại. Chỉ giao thủ vài chiêu, cậu cũng nhận ra khoảng cách chênh lệch giữa mình và sinh linh thần hòa cảnh là cách biệt rất lớn. Đột nhiên, bầu trời xuất hiện lốc xoáy, theo đó là sấm chớp dữ dội. Tưởng là sẽ có cường giả hiện thần, ai ngờ động tĩnh là do sinh linh bất diệt gây ra. Hắn chủ động hiện thân rồi há miệng, dùng một ngụm ăn tươi nuốt sống bốn tên thần hòa cảnh. Như vậy là hạ giới bây giờ sẽ không còn cường giả thần cấp nữa. Cây nhỏ cũng bị thôn phệ rồi, Thạch Hậu cảm thấy tiếc nuối. Cậu quay về phía chân thân Nguyệt Thiền, định khống chế nàng ta. Nguyệt Thiền cũng giật mình, nàng ta nhanh chóng phòng thủ. Vậy nhưng, sinh linh bất diệt lại không xuất thủ trợ giúp. Hắn chỉ là ra tay với thần hòa cảnh mà thôi. Hắn nhanh chóng rời đi, Thạch Hậu liền ngớ người ra, cố gắng cười gượng giải thích rằng hành động ban nãy chỉ là đùa một chút mà thôi. Mà nữ lên tiếng, tụ hội bị làm loạn thành thế này, nàng ta cũng hết hứng thú rồi, cho nên rời đi trước. Ngay sau đó, những người khác cũng rời đi, Lam Vũ cũng chào tạm biệt và hẹn ngày tái ngộ. Người rời đi cuối cùng là Nguyệt Thiền, ở đây thì trận tụ hội thảo luận chưa kịp diễn ra thì đã chấm dứt. Thạch Hậu nhanh chóng quay về Thạch Quốc, bây giờ Ngụy Thần ở Bát Vực đã bị tiêu diệt toàn bộ. Sinh linh bất diệt đi tới chào tạm biệt để quay lại thần giới báo thù. Hắn muốn Thạch Hậu nhớ kỹ, bất luận sau này cậu có lên thượng giới hay không thì tốt nhất vẫn nên ít nhắc tới hắn, kẻo bị rước họa vào thần. Còn Thạch Hậu, cậu cũng muốn hoàn thành nốt công việc của mình ở hạ giới.
Cậu quay lại Bồ Thiên Cốc. Bồ Thiên Cốc bây giờ chỉ còn là tông môn đổ nát, không có người sinh sống. Ngày đó cậu từng hứa với quỷ ra rằng sẽ gây dựng lại Bồ Thiên Cốc. Bây giờ cậu quay lại là để thực hiện lời hứa đó. Thạch Hậu lập tức ra lệnh cho Bằng Cửu thông báo triệu tập đồng môn Bồ Thiên Giáo đã mất tích. Rất nhanh, những người mất tích liền có mặt. Tên thanh niên này là Tần Thiền, hai vị nữ tử xinh đẹp lần lượt là Hạ Uy Vũ và nữ chiến thần của Trục Lộc Thư Viện. Thạch Hậu cho biết muốn trùng kiến sư môn cần thanh toán nợ máu, Trác Bạt nhất tộc, Tây Lăng Thú Sơn, Nam Vẫn Thần Sơn. Đám người này đã góp công tiêu diệt Bồ Thiên Cốc nên phải báo huyết hải thầm thù, trừ mầm họa tương lai. Cô lập lời thề, có thiên địa làm chứng, sẽ dẫn dắt đồng môn báo thù rửa hận. Rất nhanh sau đó, Thạch Hậu liền dẫn quân đi báo thù. Đầu tiên là diệt trừ Thác Bạt Thế Gia. Binh lính nghe lệnh liền ồ ạt xông lên. Một lão già của Thác Bạt Thế Gia trách mắng: cậu thân là vua của một nước, lại đi làm chuyện diệt tộc này, không sợ tiếng xấu truyền đi khiến căn cơ Thạch Quốc bất ổn hay sao? Thạch Hậu đương nhiên sẽ không để mấy lời này vào trong tai. Lão ta nghe vậy liền muốn động thủ, định lấy cứng đối cứng. Vậy nhưng nam chính chỉ cần vài đòn đã tiễn lão già về đất mẹ. Từ trên người lão đột nhiên bay ra mảnh vỡ nguyên thủy chân sải. Thạch Hậu lập tức thu lấy. Chiến trường dưới mặt đất, Thác Bạt tộc nhanh chóng bị quân triều đình càn quét. Những kẻ ngoan cố chống lại đều bị chém rụng đầu. Người già, phụ nữ và trẻ em để bọn họ rời xa phân tranh làm người bình thường. Đột nhiên, tên Kim Hoành cầu kiến. Tên này chính là sư tử chín đầu. Hắn nghe nói Thạch Hậu đang thảo phạt gần đây nên đặc biệt tới để cầu cứu. Thạch Hậu đi tới đại sảnh Sư Sơn, sư tử chín đầu cho biết Sư Sơn nhất mạch của hắn nổi danh bên ngoài, vậy nhưng ai ngờ lại bị người khác để mắt tới. Tên đó đến chỗ hắn, muốn gì cứ lấy, không cần nói lý lẽ, lại còn muốn cướp người đưa lên thượng giới. Điều này có nghĩa tên này chính là người thượng giới. Kẻ mà sư tử chín đầu nhắc tới có tên là Huyền Quỷ. Hắn ta giống như đang làm trùm tại địa bàn của sư tử chín đầu, bộ dạng vô cùng hống hách. Nếu là ở bên trên thượng giới thì chỉ làm tôm tép, trở thành tọa kỵ cho người khác. Vậy nhưng, ở hạ giới này lại trở thành kẻ thống trị. Này Thạch Hậu đã ở đây, cậu tất nhiên sẽ không để hắn ta vào mắt. Cậu lập tức tung chiêu tấn công. Hành động to gan lớn mật này khiến Huyền Quỳ vô cùng tức giận. Thạch Hậu đáp trả đòn tức giận của hắn bằng cách xông lên, đập cho hắn nằm sấp mặt, buộc phải nhận thua. Cứ tưởng là tên này sẽ phải chịu đựng một lúc. Vậy nhưng không ngờ, đường trước một Thạch Hậu hung hãn lại phải nhận thua nhanh tới như vậy. Tập phim đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở lần sau nhé. Chúc các bạn một năm mới, hạnh phúc, bình an. Xin chào và hẹn gặp lại.